ngày 27 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thanh Tùng, 36 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Liên quan đến vụ việc, đối tượng khác trú tỉnh Đồng Nai cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 12 đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại một căn nhà hoang ở ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ lắc tài xỉu, 8 điện thoại di động, 7 xe máy các loại và gần 77 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và gần 113 triệu đồng trong người các đối tượng. Tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Lưu Thanh Tùng, 36 tuổi, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc đứng ra tổ chức. Hàng ngày, Tùng chọn địa điểm tổ chức rồi sau đó liên hệ các người tham gia đánh bạc ở các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh tổ chức rồi thu tiền sau.